Dương xin chào tất cả cô chú anh chị buổi sáng nha. Thì sáng hôm nay Dương lại tiếp tục cái hành trình đi đánh quất với lại em Kỳ. Thì em Kỳ đang đứng đó gà mái kìa. Hôm nay mình đi đánh quất với chân nghịch. Đây là con nghịch mồi của Dương nè. Đây là con quất nha. Con quất mồi của Dương á. Sáng hôm nay hai anh em mình đi đánh quất với chân nghịch nha. Thì hy vọng là hôm nay mình đi sẽ trúng nha. Mồi giả đánh hay không ta? Mồi giả ha, cũng được nhưng mà nghịch mới sợ. Thì Dương với Kỳ phát hiện một kèo quất đi. Vô đây Kỳ. Rồi, kèo này nó không đá nha. Thì Dương với Kỳ sẽ đi tìm cái bãi khác nha. Thì sau hồi Dương gạ máy thì Dương phát hiện này, ở trong này có trong cái đám cỏ sau lưng đám bác là có con nghịch nha. Không biết lúc dính có quay được không nha. Thì Dương qua thì cái máy tắt rồi. Đây nãy giờ Dương đi gác cái lụp quất á. Nên lúc Dương qua là dính con trống này rồi. Con này con trống nha. Đây lập công rồi. Bé mình đã lập công rồi. Mình có dính giờ nè, hồi nào luôn á. Tại vì mình đi gác cái lụp quất á. Em Kỳ thì đang đi trong đó rồi. Rồi gác máy lâu quá nó nắng quá nó nóng nó tắt. Đây em Kỳ là chưa dính nha. Có cái túi luôn sẵn này. Bỏ ra gì vậy Kỳ? Bỏ hả? Lụm mày. Con trống. Vì lúc dính vô không biết có quay được không nữa. Trời trời. Sung dữ rồi. Đó đó. Bíp 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 bíp. Bội nó về sát bên này đó. Nó nha, nó. Về chưa. Thì Dương nghe một cái chuông của mình nha. Nó dính chính con của Kỳ hay của cây Kỳ hay của mình nha.
dính con của Dương bảnh nha, dính bên con mồi của Dương nha. Để bắt được con trống rồi nha. Úi da, đập gai. Giò cái sạch cái này. Mới con nè. Mới bắt được con, mới bắt được con nè. Con ở đâu? Hả? Hai con hả? Con này nghịch. Vẫn có nghịch không? Có nghịch mà lớn lại. Còn con máy nữa. Này dính chấm à. Tơi quá, này lâu đá quá rồi. Má mệt. Mệt hả? Anh. Đổ. Em con nghịch bánh chắc đá gì đó. Gì? Nghịch bánh chắc đá đó. Đâu? Nghịch bên đó em của em nè. Anh về qua đó hả? À. Rồi con đó nãy đá nó lập em mà nó hụt. Vậy hả? Đạp không? Nó đạp, còn đạp nó sẽ gài cái giấy. Vậy đó hả? Rồi, cặp này mình bắt nguyên cặp luôn nha. Nha, đen đen đó rồi. Mà không biết là nó dính cái lụp của em Kỳ hay là cái lụp của anh nha. Của anh. Con quá còn kêu dính. Phải không? Rồi dính đúng rồi, dính lụp anh. Lụp em nằm đây nè. Píp 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 píp. Đập chơi nữa rồi. Cặp này ở đây cặp mình lụm con bò, mình lụm một cặp luôn nha. Đây. Wow. Con này con máy. Píp 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 píp. Máy, mình chống bắt nãy rồi đó. Nhìn này dơ quá. Dơ quá hả? Mình máy nó sình không à? Không gì hết trơn. Ừ. Dạ, dạ. Mình sình nó như thế đó. Ây dạ, ây gai. Gai dữ vậy. Trời ơi, cháu. Gai dính con nghịch nữa con. Gai làm thêm con nghịch nữa là ngon á. Thất bại. Con mồi nó nhát lắm, nó gặp mình lạ nó nhát. Con này con bổi nó lên lên cho nên nó nhát lắm. Đẩy lên đi. Wow. Đây nha, một bé máy nữa. À, bỏ vô kìa. Đem ra ngoài coi nghịch có dính không. Anh nghe nãy nó về đó. Chim dơ quá ha, mình mấy sình lông không sình không. Được một cặp quất với lại một con nghịch rồi, để Dương ra ngoài Dương coi ngoài có con nghịch nào nó đá nữa không nha. Gác máy nãy giờ ngoài. Thôi, chắc con này nó nghỉ đá rồi. Hai đá đập hụt cái. Rồi, Dương với lại Kỳ phát hiện cặp quất ở đây nữa nha. Thì giờ Dương với Kỳ sẽ đem lụp gác chỗ đây nha. Rồi sẽ lập dưa gác đây nha.
cái lục của em kỳ gác bên kia. Lục kỳ gác đây nè. Giờ mình nghe chuông rung này nha. Mà không biết dính con của dính bên mồi của ai nha. Của em á. Ruột dép nè. Dép anh nó mang ngược luôn rồi. Con của em mà dính công bên em mà kìa. Ừ. Ừ, dính con bên con kìa. Con má dính má gì mà. Con nữa. Bắt đi để lại luôn. Đá cho lọc hay luôn rồi. Chống. Chống hả? Còn con mái nữa. Cái lưới lủng gì vậy? Rồi gác lập đi, anh đi ra trước ạ. Một bé nữa nha. Nãy đi bỏ máy quay ngoài xe rồi, bây giờ quay bằng điện thoại luôn. Con chống chà bá luôn á. Con này bự ghê. Đây cái cỏ này nó xình không à, cho nên mình máy nó dơ hay à. Dính con trống là còn con máy nữa đó kìa ơi. Ý dạ, rồi ỉa lên tay luôn rồi. Ừ. Mập ghê luôn á. Nè. Cầm chắc nha. Con này bự dữ ta. Ừ. Trống trâu. Trống trâu. Ừ. Mập ghê ha. Con trống nãy cũng bự vậy đó. Mập vậy đó. Đá luôn rồi. Đá đó. Để coi nó về không. Năm con, 10 con kìa, nghe nặng túi. Có không? Mình chạy xích trong xíu nữa nha. Đường này nè, đi xích trong một xíu thôi. Được ba con quốc dương con nghịch rồi. Rồi, lụm thêm kèo nữa nha. Dép mang lật ngược cái đế lên trên. Tại nó nằm. Nó nằm bên cái cội, nằm bên cái cội đó mà. Píp 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 píp. Bên con em nè, chính con em à. Con của Kỳ cũng làm cặp ha. Mồi của em Kỳ cũng làm cặp nha. Ê quằn quằn đây coi nó có ổ đây không Kỳ, em gờ gờ con chim. Ê, thì để nước luôn vậy đó hả? Ờ. Máy nha. Rồi con này máy. Thì vô đây mình bắt được một cặp luôn nha. Hay bỏ máy quay vô máy. Cặp này em Kỳ bắt. Mồi cái em Kỳ bắt. Hả? Để gà gà mái coi, đi xích cho trong 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 cái hồ trong á. Bốn quắc là bé nghịch rồi, là năm con rồi. Hôm nay thấy ổn ổn rồi đó.
Rồi giờ để mình gà máy tiếp tục coi coi còn con nào đây nữa không. Dương phát hiện là đây con cặp chim nha. Má má con chim cây. Nghe nó kêu rõ ràng. Hả? Không đưa đi hả? Sát bên luôn nè. Bắt cặp này xong vô trong cặp xích chấm chút nha. Chuẩn bị bỏ về rồi. Dính đây. Kinh đi lên. Chỉnh đi nha. Píp. Ừ, chóng. Con này thấy người lạ là nó nhát. Không mổ này. Mập ghê luôn. Có còn lẻ nãy kia kia đó. Mày kim luôn mùa sao chơi mới được. Tóc chó thôi, bỏ tóc chó là. Có còn lẻ nãy đứng chơi lên nó kia đó nữa nè. Rồi qua bên đó cặp bánh đi. Cảm. Anh tính đi bạn lấy cái túi. Cặp đó sao lội vô nữa nè. Đi vòng lên trển đi, vòng lên trên đi rồi coi nó ở đâu. Thì vừa bắt thêm con bổi nữa nha. Bây giờ mình sẽ qua bên kia bắt cái cặp bên kia nè. Đi. Để anh gà máy coi nó ở đâu nha. Chui qua đường này nè, lên nè. Đường nó cũng lắm nè. Về tới rồi, sắp đá rồi. Có túi mà, chối anh chi. Đưa đẩy người con thôi. Ừ. Có con lẻ, nghe kêu lẻ nữa. Là... cắm rồi đó. 5 con rồi. 5 con rồi. 5 con quất con nghịch. Chuông rung nữa nha. Đứng lên chỗ nào có Dương đó. Máy nó đang ta sợ mà đá người ta hoài chỉ sợ nó mới đá bồng đen thui. Ta sợ mà đá người ta hoài
Rồi, bé nữa là 6 con rồi nha. Hôm nay im ạ. À. Dính này là dính con bên em cây vậy. Nó nhẹ thật kìa, từ từ kìa. Còn con nữa đó. Thì lần này dính với em Kỳ nha. Giờ cái lục giờ là không để luôn còn con nữa đó. Giờ lên kia luôn. Giờ lên trên kia luôn. Dính con chống rồi. Chống hả? Giờ chưa bóp tre. À, dính thêm con nữa nha, em Kỳ dạy cái lọc đi. Píp, 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 píp. Đây, con này là con thứ 7 rồi. Con này là con thứ 7 rồi nha. Này, trúng mánh nè. Đi luôn đi. Còn con máy nữa. Hai con trống nữa. Ủa con nãy con máy à. Nãy con máy hai con trống. Con nãy máy. Chạy qua đây luôn bây giờ. Xuống dưới kìa. Được, xuống. Xuống dưới mé rồi, để dưới mé rồi được rồi. Anh cũng đang ngủ luôn á. Đó rồi. Con này có con lẻ hả? Rồi, con trống bự ghê quá. Mông đỏ ao à. Trốn đâu biết kỳ lâu đó. Con nghe kêu lại luôn. Không nghe gì hết à. Ừ. Về đứng chơi chơi hồi đá luôn, không cục gì á. Chống. Thì chống mà. Chuẩn bị đi về nha, thì xe xình dữ lắm luôn em Kỳ. Anh rửa xe đi xương cái mình về. Rửa xe thì mình luôn á. Xe sạch chưa? Xe sạch chưa? Xe sạch chưa? Xe anh xuống là được rồi, ngăn gì đâu. Rửa rái, mình thôi về nhà giặt đồ tắm rửa giặt luôn chứ thì rửa gái gì nữa. Quá trời. Rồi rửa xe xong chuẩn bị về. Rửa xe xong về. Về. Về tới nhà nha, hôm nay được 8 con quất với lại một con vàng nghịch. Về để em Kỳ bắt ra coi. Bắt chừng luôn hả? Ừ, nắm chừng ra đi. Đừng thả nha. Mà giờ chắc nó bay không nổi đâu, giờ nó bay không nổi đâu. Em nãy thả ra như con nghịch á. Có con này, con này hơi yếu yếu rồi. Đây nè. Làm dưới thì dậm biết rồi. Dạ, cắn. Ây da, em về ăn thịt đó vậy. Ăn sao kêu đó con bị gãy cánh ăn sao kêu đó. Con hổm hả? Ừ. 6 con. Mua cái này cái túi này mới khai trương luôn phải không? Ừ. 7 con. Anh nghịch bây giờ thả cái chân chạy không nổi luôn á. Con này như bắt trước cái gì nữa phải không ta? Chắc vậy. Con vàng nghịch nữa. Thả con vàng nghịch thấy chạy không? Bay ở quầy. Vậy mạnh lắm quầy. Nè nắm giọt. Mạnh không? Ồ. Thôi. Wow. Thì đây là cái thành quả của Dương ngày hôm nay nha. À, hai anh em mình đi buổi sáng hôm nay là được 8 con quất trở lại một con vàng nghịch là 9 con. Thì cái video 7 quất của Dương hôm nay là kết thúc nha. Thì hẹn cô chú anh chị video sau.
Hy vọng là lần sau mình đi sẽ bắt nhiều như này đó.